chương 16 Việc toan liệu của lòng thuộc về loài người, còn sự đáp lời của lưỡi do Đức Giê-hô-va mà đến. Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình, song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng. Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va thì những mưu ý mình sẽ được thành công. Đức Giê-hô-va đã dựng nên muôn vật để dùng cho Ngài đến đổi kẻ ác cũng vậy, để dành cho ngày tai họa. Phàm ai có lòng kiêu ngạo, lấy làm gớm giết cho Đức Giê-hô-va, quả thật, nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt. Nhờ sự nhân từ và chân thật, tội lỗi được chuộc, và bởi sự kính sợ Đức Giê-hô-va, người ta xây bỏ điều ác. Khi tánh hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va, thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người. Thà ít của mà có sự công bình hơn là nhiều hoa lợi với sự bất nghĩa cặp theo. Lòng người toan định đường lối mình, song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người. Lời của Chúa ở môi vua, miệng người sẽ không sai lầm khi xét đoán. Trái cân và vá cân công bình thuộc về Đức Giê-hô-va. Các trái cân trong bao là công việc của Ngài. Làm gian ác, ấy là điều gớm ghiếc cho vua Chúa, vì nhờ công bình, ngôi nước được lập vững bền. Môi miệng người công bình là sự vui vẻ cho các vua. Họ ưa mến kẻ nói ngay thẳng. Cơn thạnh nộ của vua khác nào sứ giả sự chết nhưng người khôn ngoan làm cho nó nguôi đi nhờ sắc mặt vua sáng sủa bèn được sự sống ân điển người khác nào án mây dẫn mưa muộn được sự khôn ngoan thật quý hơn vàng rồng biết mấy được thông sáng đáng chuộng hơn bạc biết bao đạo của người ngay thẳng ấy là lìa bỏ sự ác ai canh giữ tính nết mình giữ lấy linh hồn mình sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Thà khiêm nhường mà ở với người nhu mì còn hơn là chia của cướp cùng kẻ kiêu ngạo. Ai giữ theo đạo lý tìm được ít và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va lấy làm có phước thay. Ai có lòng khôn ngoan được gọi là thông sáng, lời dịu dàng gia thêm sự tri thức. Người có được thông sáng tức có được nguồn sự sống, nhưng sự điên dại của kẻ ngu muội ấy là sự sửa phạt của nó. Lòng người khôn ngoan dạy dỗ miệng mình và thêm sự học thức nơi môi của mình. Lời lành giống như tàn ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Có một con đường coi giường chính đáng cho loài người nhưng cuối cùng nó thành ra cái nẻo sự chết sự biết đói của kẻ lao khổ giúp làm việc cho người bởi vì miệng người thúc giục người thằng điếm toan mưu hại người ta và trên môi nó có những ngọn lửa hừng kẻ gian tà gieo điều tranh cạnh và kẻ thèo lẻo phân rẽ những bạn thiết cốt kẻ cường bạo quyến dụ bậu bạn mình và dẫn người vào con đường không tốt. Kẻ nào nhắm mắt đặng toan liệu điều gian tà và kẻ nào bậm môi mình đều làm thành việc ác. Tóc bạc là mão triều thiên vinh hiển, miễn là thấy ở trong đường công bình. Người chậm nóng giận thắng hơn người giỏng sĩ và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. Người ta bẻ thăm trong vạt áo, xong sự nhất định do nơi Đức Giê-hô-va mà đến. Chương 22 Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành. Các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời. Vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho và chúng sẽ trị vì đời đời. Bây giờ Thiên Sứ nói với tôi rằng những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng thiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ ngài những điều kiếp phải xảy ra. Kìa, ta đến mau chóng. Phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Chính tôi là dân đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sấp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi đã thờ lại. Xong người phán rằng, chớ làm vậy. Ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng tiên tri và với những kẻ giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa. Kẻ nào ô uế cứ còn ô uế nữa. Kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa kẻ nào là thánh cứ làm nên thánh nữa. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là alpha và omega, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình, đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Ta là giê -xu, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến. Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng hãy đến ai khác khá đến. Kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cái sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng phải ta đến mau chóng amen lại đức chúa giêsu xin hãy đến nguyện xin ân điển của đức chúa giêsu ở với mọi người chương 8 binh đát người su a bèn đáp lời mà rằng ông sẽ nói các điều ấy đến bao giờ và lời của miệng ông sẽ giống như gió bão đến chừng nào. Đức Chúa Trời há thiên đoán ư? Đấng toàn năng há trái phép công bình sao? Nếu con cái ông có phạm tội cùng Ngài, thì Ngài đã phó chúng nó vào quyền tội ác của chúng nó. Nếu ông cẩn thận tìm kiếm Đức Chúa Trời, cầu khẩn cùng Đấng toàn năng, nếu ông thanh sạch và ngay thẳng, quả thật bây giờ Ngài sẽ tỉnh thức vì ông và làm cho nhà công bình ông được hưng thịnh dẫu ban sơ ông vốn nhỏ mọn thì sau rốt sẽ nên trọng đại xin hãy hỏi dòng dõi đời xưa khá chăm chỉ theo sự tìm tòi của các tổ tiên vì chúng ta mới có hôm qua và chẳng biết gì bởi các ngày chúng ta trên đất khác nào một cái bóng chớ thì chúng sẽ chẳng dạy ông nói chuyện với ông và do nơi lòng mình mà đem ra những lời lẽ sao sậy há mọc nơi chẳng bưng bào ư. Lát há mọc lên không có nước sao? Khi còn xanh tươi, chưa phải phát, thì đã khô trước các thứ cỏ khác. Đường lối kẻ quên Đức Chúa Trời là như vậy. Sự trông cậy kẻ không kính sợ Đức Chúa Trời sẽ hư mất. Nơi người nương nhờ sẽ bị trút. Điều người tin cậy giống như vắng nhện. Người ấy nương dựa vào nhà mình, song nhà không vững chắc người níu lấy nó nhưng nó chẳng đứng chịu nổi. Trước mặt trời nó xanh tươi, nhành lá che phủ vườn nó, rễ nó quấn trên đống đá, nó mọc xỉa ra giữa đá sỏi. Nếu nó bị nhổ khỏi chỗ nó, thì chỗ ấy bèn từ chối nó mà rằng, ta chẳng hề thấy ngươi. Kìa, ấy là sự vui sướng về đường lối nó, sẽ có loài khác từ đất nảy ra. Kìa, Đức Chúa Trời chẳng từ bỏ người trọn vẹn cũng không giúp đỡ kẻ hung ác. Xong, Chúa sẽ còn làm cho miệng ông được đầy vui cười và môi ông tràn ra tiếng reo mừng. Những kẻ ghét ông sẽ bị hổ thẹn bao phủ và nhà trại của kẻ ác sẽ chẳng còn. Chương 9 Gióp đáp lời lại mà rằng Quả thật, tôi biết ấy là như vậy, nhưng làm thế nào cho loài người được công bình trước mặt Đức Chúa Trời? Nếu muốn tranh biện với Ngài, thì một lần trong ngàn lần loài người không thể đáp lời đức chúa trời có lòng trí huệ và rất mạnh sức ai cứng cỏi với ngài mà lại được may mắn ngài dời các núi đi đánh đổ nó trong cơn giận ngài nhưng núi chẳng biết đến ngài khiến đất rúng động khỏi nền nó và các trụ nó đều chuyển lay ngài dạy biểu mặt trời nó bèn chẳng mọc ngài đóng ấn trên các ngôi sao một mình Ngài trải các tầng trời ra và bước đi trên các ngọn sóng biển. Ngài dựng nên sao bắt đẩu, sao cày và sao rua, cùng những lầu cát bí mật của phương Nam. Ngài làm những việc lớn lao, không sao dò xét được, những dấu kỳ chẳng xiết cho được. Kìa, Ngài đi qua gần tôi mà tôi không thấy Ngài. Ngài sang ngang trước mặt tôi nhưng tôi chẳng nhìn thấy Ngài. Kìa, Ngài vớ lấy mồi, ai ngăn trở Ngài được? Ai sẽ nói với Ngài rằng, Chúa làm chi vậy? Đức Chúa Trời không hồi cơn giận Ngài. Những kẻ giúp đỡ ra háp đều cúi mình xuống dưới Ngài. Phương Chi, tôi đáp lại với Ngài và chọn lời tranh biện cùng Ngài. Dầu khi tôi công bình, tôi cũng không dám đối lại cùng Ngài. Nhưng tôi cầu xin ơn của đấng phán xét tôi. Mặc dầu tôi kêu cầu và Ngài đáp lời tôi, tôi cũng không tin rằng ngài lắng tai nghe tiếng tôi vì ngài chà nát tôi trong cơn gió bão và thêm nhiều vết tích cho tôi vô cớ ngài không để cho tôi hả hơi nhưng ngài khiến tôi no đầy sự đắng cay nếu luận về sức lực kìa ngài vốn quyền năng nếu nói về lý đoán thì ngài rằng ai dám cáo kiện ta dẫu rằng tôi công bình miệng mình sẽ lên án cho mình tuy tôi trọn vẹn, nó sẽ tỏ tôi ra gian tà. Dẫu tôi vô tội, tôi không kể đến mình tôi, tôi khinh bỉ mạng sống tôi. Ác và thiện thấy đều như nhau, bởi cơ ấy nên tôi có nói, Ngài tiêu diệt người trọn vẹn cũng như kẻ gian ác. Nếu tai họa giết chết thình lình, thì Ngài chê cười sự thử thách của người vô tội. Đất bị phó vào tay kẻ gian ác, nó che mặt những quan xét của đất. Nếu chẳng phải nó, vậy thì ai? Các ngày của tôi mau hơn kẻ trạm. Nó trốn, không thấy điều phước hạnh. Nó xớt qua mau như thuyền nan như chim ưng sông vào mồi. Nếu tôi nói, tôi sẽ quên sự than phiền tôi, bỏ bộ mặt buồn thảm tôi và lấy làm vui mừng, thì tôi sợ hãi các điều đau đớn tôi, biết rằng Ngài không cầm tôi là vô tội phải tôi sẽ bị định tội nên cớ sao tôi làm cho mình mệt nhọc luống công nếu tôi tắm trong nước tuyết rửa tay tôi với nước tro thì ngài lại nhận tôi trong hầm đến đổi quần áo tôi sẽ gớm ghê tôi vì đức chúa trời chẳng phải loài người như tôi mà tôi dám đối với ngài để chúng ta cùng đi chịu phán xét chẳng có người nào phân xử giữa chúng ta đặt tay mình trên hai chúng ta ước gì Chúa rút roi ngài khỏi tôi, khiến sự kinh khiếp của ngài chớ làm rối loạn tôi nữa. Bây giờ tôi sẽ nói chẳng sợ ngài, nhưng tôi chẳng được như vậy. Chương 10. Linh hồn tôi đã chán ngán sự sống tôi, tôi sẽ buông thả lời than thở của tôi. Tôi sẽ nói vì cơn cay đắng của lòng tôi. Tôi sẽ thưa với Đức Chúa Trời rằng, xin chớ đoán phạt tôi hãy tỏ cho tôi biết nhân sao Chúa tranh luận với tôi. Chúa há đẹp lòng đè ép, khinh bỉ công việc của tay Ngài và chiếu sáng trên mưu trước của kẻ ác sao? Chúa có mắt sắc thịt ư? Chúa thấy như người phàm thấy sao? Các ngày của Chúa há như ngày loài người ư? Các năm của Chúa há như năm loài người sao? Sao Chúa tra hạch gian ác tôi, tìm kiếm tội lỗi tôi? dầu Chúa biết tôi chẳng phải gian ác, và không ai giải thoát khỏi tay chúa tay chúa đã dựng nên tôi nắng giọt trót mình tôi nhưng nay chúa lại hủy diệt tôi xin chúa nhớ rằng chúa đã nắn hình tôi như đồ gốm mà chúa lại muốn khiến tôi trở vào tro bụi sao chúa há chẳng có rót tôi chảy như sữa làm tôi ra đặc như bánh sữa ư chúa đã mặc cho tôi da và thịt lấy xương và gân đang tréo tôi chúa đã ban cho tôi mạng sống và điều nhân từ sự chúa đoái hoài tôi đã gìn giữ tâm hồn tôi dầu vậy chúa giấu các điều này nơi lòng chúa tôi biết điều ấy ở trong tư tưởng của ngài nếu tôi phạm tội chúa sẽ xem xét tôi chẳng dung tha gian ác tôi nếu tôi làm hung ác thì khốn cho tôi thay còn nếu tôi ăn ở công bình tôi cũng chẳng dám ngước đầu lên vì đã bị đầy dẫy sỉ nhục và thấy sự khổ nạn tôi ví bằng tôi ngước đầu lên hẳn quả chúa sẽ săn tôi như sư tử và tỏ ra nơi tôi quyền diệu kỳ của ngài chúa đặt chứng mới đối nghịch tôi và gia thêm sự giận cùng tôi đau đớn liên tiếp và thì khốn khó theo tôi nhưng sao chúa đem tôi ra khỏi lòng mẹ tôi phải chi đã tắt hơi thì chẳng con mắt nào thấy tôi. Bằng vậy, tôi sẽ như đã không hề có, vì mới lọt lòng mẹ bèn bị đem đến mồ mả. Các ngài tôi, há chẳng phải ít ỏi sao? Vậy, Chúa ơi, khá ngưng dứt đi, hãy rời khỏi tôi đi, để tôi được an ủi một chút. Trước khi tôi đi đến xứ tối tăm và bóng sự chết, không hề trở lại. Tức đất tối đen như mực, là miền có bóng sự chết chỉ có sự hỗn độn tại đó và ánh sáng không khác hơn tối tăm